các bạn đã đến với kênh Top Sao Hàn. Ngày hôm nay sẽ có những nội dung gì nổi bật, hãy cùng chúng mình cập nhật nhé. Sau Pink và Nầm thì hai ca khúc mới trình làng của nhóm Blackpink là Shutdown và Tally tiếp tục bị cấm sóng. Bản hit mới của bốn cô gái xinh đẹp cũng gặp liên tiếp những sóng gió kể từ khi ra mắt. 7 ca khúc mới của Blackpink đã được gửi đến đài KBS xét duyệt và 2 bài hát trong số này bị cấm sóng. Theo giải thích trên trang web chính thức của đài KBS, ngày 21 tháng 9, ca khúc chủ đề Shutdown và ca khúc Beside Tally thuộc album Born Pink của Blackpink không đủ điều kiện phát sóng trên đài truyền hình này. KBS đánh giá lời bài hát Shutdown vi phạm điều 46 của quy định phát sóng trên đài KBS khi đề cập đến tên thương hiệu cụ thể là Lamborghini, còn Tally bị cấm do sử dụng nhiều ngôn từ không phù hợp. Được biết, ca khúc solo của Rosé nằm trong album Born Pink Hard to Love cũng bị xem xét vì có ca từ không phù hợp nhưng không bị cấm sóng. Trước đó thì Pink Venom, ca khúc mở đường cho album Born Pink của Blackpink cũng gây tranh cãi khi bị cấm phát sóng trên đài KBS và không được đưa vào bảng xếp hạng tranh quốc của show âm nhạc Music Bank do chứa tên thương hiệu cụ thể trong ca từ. Như vậy thì ba ca khúc nằm trong album mới phát hành của Blackpink đã bị đài KBS cấm sóng. Mới đây thì một chuyên trang phê bình âm nhạc của Mỹ cho rằng Blackpink đang lặp lại chính mình trong album Born Pink và thiếu sự sáng tạo. Blackpink đã chính thức trở lại với album Born Pink và ca khúc chủ đề Shutdown trong tháng 9. Dù thành tích có phần khiêm tốn so với Pink Venom, song Shutdown vẫn thiết lập hàng loạt dấu mốc mới cho nhóm nhạc nhà YG. Theo công bố mới nhất thì Born Pink đã đạt mức hơn 2 triệu bản album được bán ra, trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên đạt được thành tích này. Tuy nhiên, lần trở lại này của nhóm lại không được đánh giá cao như trước đó. Trên trang Pitchfork.6.5 điểm cho Born Pink của Blackpink cùng lời nhận xét, album thứ hai rất được mong đợi của bộ tứ K-pop chỉ tập trung vào một hình ảnh của uy quyền được cắt xén bởi những ý tưởng quen thuộc và các concept âm nhạc cũ. Ngành công nghiệp bão hòa yêu cầu các xu hướng âm nhạc phải phát triển đa dạng hơn, đối tượng khán giả tiềm năng của Blackpink không tăng thêm, nhưng Born Pink với những âm thanh được tái sử dụng nhiều lần và ý tưởng nửa vời đã thất bại trong việc truyền cảm hứng đến đối tượng này. Blackpink đã đang ở vị thế một nhóm nhạc K-pop lớn với vô số kỷ lục. Nếu muốn tạo ra một cú đột phá mới, nhóm sẽ phải chấp nhận nâng cao tiêu chuẩn của chính mình lên. Theo Pitchfork thì các bài hát trong album Born Pink đang lặp lại cấu trúc, không có sự sáng tạo và mới mẻ. Một phong cách quá Blackpink khiến sự háo hức của công chúng giảm xuống, không có điều gì mới lạ để nói. Tạp chí phê bình âm nhạc này cho rằng, các nhóm nhạc thần tượng thế hệ thứ tư rất nỗ lực trong việc đa dạng hóa âm nhạc, trong đó có aespa. Chính vì thế mà Pitchfork khẳng định, Blackpink cần phải thay đổi trong cách làm âm nhạc, mang đến những sản phẩm có màu sắc mới, thú vị hơn để xứng tầm với đội nổi tiếng toàn cầu hiện tại của nhóm. Pitchfork là một tạp chí có trụ sở tại Chicago, chuyên phê bình bình luận đưa tin về âm nhạc và phỏng vấn nghệ sĩ. Với sự phát triển của K-pop thì Pitchfork cũng vào cuộc đánh giá sản phẩm của một số nhóm nhạc nổi tiếng. Các bạn có những suy nghĩ gì với những thông tin vừa rồi? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn đây. Xin chào và hẹn gặp lại.